Dạ, Lương Phi xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đã tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo. Vâng, thì ngày hôm nay Phi lại chia sẻ đến quý vị một cái hoàn cảnh này cũng hết sức là đáng thương. Thì hiện tại là Phi đang có mặt ở thôn 3, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Và Phi đang có mặt tại nhà một cái hoàn cảnh này. Bên cạnh của Phi là một người chồng trẻ và một người mẹ già. Thì anh là bị tai biến cũng mấy năm qua, mẹ anh thì cũng nằm một chỗ. Thì chúng ta cùng tìm hiểu kỹ về cái hoàn cảnh nhà của anh, cùng trò chuyện xem thử về cái hoàn cảnh nhà của anh như thế nào. Và trước mặt của Phi là vợ của anh, thì em cũng làm bên cái chương trình thiện nguyện đến để giúp đỡ những hoàn cảnh mà khó khăn, rồi cũng biết được cái hoàn cảnh của nhà anh chị đến đây tìm hiểu như thế nào. Thì chị cũng chia sẻ, cũng trò chuyện với em một tí, chia sẻ về hoàn cảnh nhà mình như thế nào ha. Dạ. Thì anh là bao nhiêu tuổi rồi? Anh là 48 tuổi. Anh 48 tuổi. Dạ. Là anh bị tai biến chị ha? Tai biến mạch máu não. À, tai biến vỡ mạch máu não hả? Vỡ mạch máu não. À, anh bị bao lâu rồi? Năm này là năm thứ năm. Năm thứ năm rồi. Năm thứ năm rồi đó hả? Rồi, hiện tại để em cái mic lên xíu cho nó dễ. Rồi, anh bị năm thứ năm rồi. Dạ. Là hồi trước là anh bị như thế nào chị? Anh thì anh hồi trước là anh hớt tóc. Anh hớt tóc hả? Tóc cái sao anh đi buổi sáng anh ra ngoài quá tóc anh tự nên chóng mặt đó. Công việc của anh là thợ hớt tóc. Thợ hớt tóc. Rồi một ngày anh làm thì nó mệt. Cái rồi có bị té không? Không có bị té. Không té hả? Nhưng mà kịp thời đưa ra bệnh viện. Kịp thời bệnh viện. Ừ. Rồi ra có mổ không? Có mổ. Mổ một bên. À, đây mổ một bên lấy sọ ra ngoài. Lấy sọ ra ngoài. Nuôi 5 tháng rồi mới bỏ vô lại. Dạ. Yeah. Lúc đó là chắc cũng hôn mê chứ hả? Hôn mê 1 tháng rưỡi. Ừ. 1 tháng rưỡi luôn. À. Rồi nuôi sọ ở ngoài. Nuôi sọ ở ngoài. Dạ. Đây là một cái lỗ để thở đúng không? Đúng rồi. À. Rồi hiện tại là sức khỏe của anh thì yếu. Cái chỗ này là mổ gì đó? Cái đó là mổ về nhỏ cái bị mổ đó. Mổ bị sủa tú ống mật á. À, bị sỏi ống mật. Ống mật nữa. À, anh năm nay 48 tuổi, bây giờ là sức khỏe của anh là liệt nửa người. Liệt nửa người hả? Rồi không đi đứng được. Không đi đứng được, chủ yếu là ngồi xe lăn mới nằm thôi. Mới nằm. Dạ. Rồi anh là hiện tại anh chị là có bao nhiêu người con? Hai đứa con lớn chưa? Đứa lớn học cao đẳng ở trong Tâm Kỳ á. Đứa lớn học cao đẳng, còn đứa nhỏ? Đứa nhỏ học đại học ở Đà Nẵng. Đứa nhỏ là học đại học ở Đà Nẵng. À, có nghĩa là hai đứa là cũng đang trong cái đồ ăn học đó, là cũng tốn kém đó ha. Tại vừa rồi là chị cho một câu nghỉ, nhưng mà nó khác quá nên chị phải cho vay mượn nó học. À, vay mượn cho nó học. Bây giờ là cô học đại học cái gì? Học công nghệ thông tin. Đại học công nghệ thông tin mới năm đầu hả? Còn bé là... Bé là năm ba, chuẩn bị thực tập đi về các trường. À, cao đẳng bên gì? Y tế, à, điều dưỡng. Cao đẳng Y mà học bên cái ngành điều dưỡng. Điều dưỡng. Học ở Tam Kỳ cũng sắp ra trường rồi đó hả? Dạ. Rồi thì bây giờ là bé thì cũng sắp ra trường, còn cô thì cũng mới bước chân vào đại học. Còn 4 năm nữa. Nhưng mà chị là hằng ngày chị làm cái việc gì để chị vừa nuôi chồng và vừa nuôi con như thế này? Thì chị bón bánh kẹo trước trường, mùa nắng thì bón xe nước mía, mùa mưa thì đâu có bón được. Bán bánh kẹo với lại nước mía là mùa nắng thôi, chứ còn mùa mưa thì nghỉ. Nhà chị là hình như là sát trước đối diện với cái trường học đúng không? Đúng rồi. Là chị bán bánh kẹo với lại nước mía cho học sinh. À, nhưng mà cái thu nhập có ổn định không chị? Ngà mấy chục ngọn mới đủ ăn, có đủ ăn sống đủ đó chứ. Như vậy làm sao mà mình lo kinh phí cho con đi học sao? Chị cũng ba sinh viên sinh đồ lâm mà. Vay sinh viên hả? À. Với là chạy ngủ mượn nữa đó. À, mượn bên ngoài nữa. Rồi, còn mẹ chồng của chị đúng không? Chồng. À, bà là bao nhiêu tuổi rồi? Bằng mẹ là tám 87 tuổi. Là bà là bị té gãy khớp hông. Té hả? Gãy khớp hông. Gãy khớp hông. Không đi được. Không thai được hả? Không. À. Thai được nhưng mà không đi được. Thai chưa? Thai rồi nhưng mà không đi được. À, thai khớp hông nhân tạo rồi nhưng mà không đi được. Là bà nằm chỗ lâu chưa? 2 năm. 2 năm rồi hả? Dạ. Yeah.
Rồi còn ông là mất rồi hả chị? Ông mất rồi. Ông mất rồi, bây giờ còn mình bà ta. Hiện tại là hình như là cũng mặc ba bi rồi. Mặc ba bi em bóng đây, em bóng. Anh là có mặc bi không? Không, anh thì đé lên giường bằng đổ. Anh là có biết không? Biết. Biết hả? Tiểu thiền là vẫn biết đúng không? Biết. À, khi mà... Nhưng mà cái đề mình lộn hết chứ. Dạ. Yeah. Là phải phụ thuộc vào chị hết. Mình hết chứ, còn anh đâu có lộn được cái gì đâu. Dạ. Yeah. Là anh bị từ năm... 28. 28. 28 lúc đó là anh 42, 43 tuổi gì đó. 43 tuổi. 43 tuổi là anh bị. Hai vợ chồng của chị là bằng tuổi luôn hả? Dạ. Yeah. Rồi hiện tại là cũng được biết là nhà chị là cũng còn đang trong cái hộ nghèo của địa phương đúng không? Bây giờ vẫn còn cái số hộ nghèo chứ? Còn hộ nghèo mà. À, cho anh xem cái số hộ nghèo thôi. À, vâng, thì hiện tại là nhà nước chúng ta là đang có cái chính sách thoát nghèo chị ha. À, nhưng mà cái hộ của chị là bây giờ là vẫn còn trong hộ nghèo của địa phương và được cấp bảo hiểm. Bảo hiểm nghèo đúng không chị? Bảo hiểm nghèo. Là mỗi thành viên trong nhà là một cái hả? Một cái. À. Rồi, mỗi thành viên là một cái bảo hiểm quý vị. Là bây giờ không có chỗ không có chỗ hộ nghèo thôi không nhưng có mà số. Họ cấp bảo hiểm thôi. Cấp bảo hiểm. Dạ. Họ cấp bảo hiểm cho mình. À, cũng được biết là nhà của chị là được ai làm giúp cho? Xã cho với lại mạnh thường quân. Xã? Xã với lại mạnh thường quân. Bên mặt trận họ cho với lại sở với lại mạnh thường quân. À, bên với là... ủy ban mặt trận của xã với lại mạnh thường quân quyên góp làm cho căn nhà này là được mấy năm rồi chị? Ba năm rồi. Dạ. Rồi bây giờ là anh nói chuyện được chứ hả? Được. À, để em hỏi anh vài câu ha. Nãy giờ cũng quen chia sẻ với quý vị biết về rõ về tên tuổi của anh đó. Anh là Phạm Hữu Hùng, anh Phạm Hữu Hùng 48 tuổi, hiện ở tại thôn 3, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam. Thì bây giờ Phi cùng anh Hùng trò chuyện một tí ha. Rồi, rồi. Dạ. Trước, hầu trước là anh làm về thợ cắt tóc. Trước đây làm thợ cắt tóc. Cắt tóc. À, có vẻ như anh nói cũng hơi khó nghe đó không? Vâng, hụt. À, hụt hụt, anh cứ nói rồi em phiên dịch lại ha. Ừ. Dạ. Hiện tại là sức khỏe của anh thấy trong người như thế nào? Nói chung là cũng đã và ngồi mệt. Mệt hả? Trong người lúc nào cũng thấy mệt. Chuyển ra là giật, thao đầu động kinh. Bị động kinh nữa hả? Ừ. Chuyển trời là nó giật. Động à, bị động kinh là khi mà trời chuyển là anh giật. À, anh bị giật. Anh trợn mắt. Rồi, thì anh bữa nay rồi anh ăn uống rồi ngủ nghỉ rồi có được không? Chung nắng nào là ngủ không mệt, không ngủ. Nắng nóng quá là ngủ mệt cũng không được. Ừ. Ăn uống cũng mệt. Thầy ơi. Bây giờ anh tự ăn được không hay là phải nhờ chị đút? Chung là vợ bưng đèn. Hả? Vợ bưng ăn hả? Vợ bưng rồi anh sốc. Thành được sốc mà ăn khô được. Canh thì vợ bưng đút. À, ăn khô là anh sốc được, còn nước canh là chị phải đút. Ừ. À. Hiện tại là anh liệt nửa người bên trái đúng không? Tâm này không. Ở bên đó là không có tự co duỗi được. Hiện tại là anh liệt nửa người bên trái, quý vị cũng đã thấy. À, nửa người bên trái là không có thể mà cử động được đúng không? Yeah. Rồi cái phần mà vệ sinh tắm rửa là cũng phụ thuộc vào vợ anh hết đúng không? Nói chung là vợ gây, mình không được. Mình chỉ kêu thôi. Kêu thôi, ừ. Kêu vợ thôi đúng không? Rồi 5 năm qua là vợ anh là một tay chăm sóc anh đúng không? Ừ. Rồi bây giờ anh có những cái lời thì tâm sự nào anh có thể nói với vợ anh được không? Anh có dành cái từ ngữ nào anh nói với vợ anh được không? Đừng phát. Có nghĩa là vợ anh là 5 năm qua là một lòng để bên anh chăm sóc cho anh đúng không? Ừ. Bây giờ anh có những cái lời nào anh dành cho vợ anh không? Chung cũng cảm ơn vợ. Ừ, cũng cảm ơn vợ. Hồi trước giờ là cũng chưa có cái chương trình nào để mình nhờ có qua chương trình đó để mình nói cái lời cảm ơn đối với vợ đúng không? Chưa. À, hôm nay là anh cũng trực tiếp hôm nay nhân dịp thầy cao. Dạ. Chú Vy. Dạ. Thầy thì mình thay mặt xin quay cho lời quay vợ nhiều. Ừ, cảm ơn vợ nhiều. 5 năm qua cũng đã một tay có thể chúng ta
chăm sóc cho anh, lo cho anh từng cái giấc ngủ, từng cái miếng ăn, rồi vệ sinh cá nhân, vệ sinh cá nhân, tiểu tiện, tắm rửa. Rồi thôi anh cũng cố gắng ha. Rồi bây giờ mình có tập luyện, có phục hồi chức năng không? Tập 2 năm rồi không được chi trơn. Tập 2 năm rồi mà không được chi trơn hả? Chứ về đây giờ tập vì nhòa về tập hai tiền rồi, giờ hai tiền cũng không đi về được nữa. À, có nghĩa là hồi trước giờ là tập ở bệnh viện rồi cũng hết tiền rồi, bây giờ là về nhà tập. Nhà tập. Nhưng mà về nhà tập thì cũng không có được chi hết. Được chi trơn. Rồi cũng không có thể mà đứng lên được luôn hả? Chưa. Cái chân này là bây giờ nó khỏe chưa, mạnh không? Nó mạnh nhưng mà nó bị hậu xưa, nó bị bao khoa này đại chạy về thần kinh, chèn dây thần kinh, chèn thành đó thì yếu luôn. Yếu luôn hả? Tê. Tê yếu luôn. Lâu lâu nó vẫn tê chân. Nhưng mà anh nằm một chỗ, anh ngồi một chỗ miết rồi nó có bị lở lét không? Nhưng mà không, nhà vai chúng ta kỹ không lỡ. Không lỡ lét hả? Giờ chăm sóc kỹ không không bị lỡ lét. Rồi thôi anh cố gắng ha. Hôm nay thì em cũng biết cái hoàn cảnh nhà anh đến đây để chia sẻ cùng cái gia đình anh một chút. Ha. Trước hết là cũng động viên cái tinh thần cho anh để anh vui vẻ ha. Rồi để em hỏi thăm về mẹ anh. Mẹ anh là bây giờ là vẫn còn minh mẫn đúng không? Rồi con chào bà nha. Dạ, bà bữa nay bà có khỏe không? Ôi, không. Dạ. Đã biết không phải đâu. Đâu biết đó hả? Dạ, rồi bữa nay là bà ăn uống rồi nghỉ ngơi, ngủ nghỉ có được không? Dạ. Đứa to là gì bệnh? À, đi không được, đủ gối đi không được. Hai đầu gối đi không được, giờ nằm miết đó hả? Có mệt không bà? Rồi bây giờ là ăn uống là chị lo hết cho bà hả? Dạ. Rồi thôi được rồi, bây giờ để con nói chuyện với chị. Chị là tên gì? Dung. Chị Dung mà. Gì Dung? Châu Thị Cát Dung. Cát Dung hả? À, chị tên là Châu Thị Cát Dung, 48 tuổi. Thì hiện tại là cuộc sống gia đình cũng khá là vất vả, khi mà vừa lo cho chồng, vừa lo cho mẹ chồng, rồi hai đứa con học cao đẳng đại học nữa, cũng rất là khó khăn luôn. Mà hiện tại là cái kinh tế thì cũng rất là bấp bênh, chỉ phụ thuộc vào mấy đồng chị bán bánh kẹo với lại nước mía thôi, bán cho học sinh đúng không? Một ngày thì cũng vài ba chục. Cái trời nắng thì mình bán được, mà trời mưa là mình. Rồi bây giờ chị thấy cuộc sống của mình nó có quá là khó khăn lắm, chắc là cũng tận cùng đúng không? Rồi bây giờ anh chị em của anh chị là còn đông không? Cũng có chị mà chị bên đây thì ở Huế rồi đó. Chị của anh không hả? Còn anh bên đây, anh mới mất. Ông anh là mới mất. Là nhà có ba anh chị em. Một anh là mới mất, rồi tới anh Hùng rồi. Có bà chị gái nữa. À, bà chị gái là ở ngoài Huế. Hai trai một gái. Ông anh trai là mất rồi. Bị bệnh. Ủa, anh Hùng là con út hả? Út. À, rồi còn bên chị? Bên chị cũng bấu chị em mà chị cũng mới mất, còn bố chị em. À, bấu chị em, bên chị cũng bấu chị em mà cũng mới mất mà chị. Dạ. Rồi thì hôm nay cũng Phi đến đây cũng là một cái chương trình để thay mặt một số nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình mình một cái khoản tiền. Ha. Trước hết là mình có cái kinh phí để mình trang trải cuộc sống, mình lo cho chồng, lo cho con ăn học. Dạ, thì Phi gửi chị Dung 10 triệu ha. Thì 10 triệu này là gồm có gia đình của bác Phạm Huỳnh Nga ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Thoa Nguyễn ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Kiểu Lê ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Duyên Lưu ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Thảo Nguyễn ở Hồ Chí Minh là 1 triệu, cô Hát ở Canada là 1 triệu, chị Hồ Thị Tú ở Hồ Chí Minh là 1 triệu, chị Kim Liên ở bên Mỹ là 1 triệu, và Phi trích cái quỹ ra 2 triệu nữa, là tổng cộng là 10 triệu. Dạ. Yeah.
em gửi chị 10 triệu ha. Thì chị cũng tha mạng cho gia đình, cảm ơn các mạnh thường quân với là chú Phi để giúp đỡ gia đình. Thôi cố gắng. Bây giờ quý vị mới thấy, bây giờ chị là một người phụ nữ cũng tay yếu chân mềm, rồi cũng lo cho cả nhà luôn. Bây giờ là trọng trách vừa lo chồng vừa lo con vừa lo mẹ chồng đó. Thì bình thường là người chồng là trụ cột chính, là cái sức lao động chính trong nhà, nhưng mà chồng của chị không may mắc phải cái bệnh tật như thế này, thì bây giờ một mình chị phải gồng gánh rất là cũng khổ sở đúng không? Rồi chị có suy nghĩ gì không? Mấy năm qua là chị có những cái suy nghĩ gì không? Chị cũng buồn chứ. Buồn hả? Chị cũng buồn. Rồi có khi nào chị lâm vào cái thế tận cùng không? Cũng có lúc. Cũng có lúc. Cũng có lúc. Rồi có khi nào chị nghĩ quẩn không? Không, chị kêu chị phải cố gắng để cho mấy đứa con đi ạ. Cố gắng lo cho mấy đứa con đúng không? Mà giờ mà chị có màn hề gì thì cũng biết nương tựa vào ai nữa đâu. Nên chị lúc nào cũng cố gắng suốt 5 năm qua. Nhiều người thì cũng trong cái hoàn cảnh này, người ta cũng chịu không nổi rồi, người ta cũng có những cái con đường riêng đúng không chị? Nhưng mà chị cũng cố gắng 5 năm qua, cũng vì chồng vì con. Thì đây cũng là một cái tấm gương để nhiều người nhìn vào, để người ta có thêm cái động lực để người ta tiếp tục chiến đấu với cái hoàn cảnh của mình. Rồi hiện tại là mẹ với lại anh là không mặc baby đúng không? Chỉ có mẹ mặc baby thôi. Rồi hàng tháng là cái tiền baby nó cũng tốn kém vậy chứ không? Tốn kém. Tức vì mẹ không bón thêm bón kìa. Rồi có ai phụ giúp cho mình không? Lâu lâu có mấy bà chị phụ giúp. Lâu lâu là có mấy bà chị phụ giúp. Ông anh của anh là mắt là bị bệnh gì mắt hả? Bị ung thư. Ung thư hả? Lâu trước giờ chắc cũng chạy chữa rồi, cũng không có phụ giúp được đúng không? Nóng quá thì miền Trung đợt này thời tiết nó rất là nắng nóng luôn quý vị. Nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ ở ngoài trời thì cũng tầm 30 mấy, gần 40 độ C. Ở trong phòng rất là nóng luôn. Thì hôm nay cũng biết được có hoàn cảnh nhà anh chị á, thì cũng đến đây để làm một chương trình giúp đỡ cho anh chị. Thì không biết nói gì hơn ngoài những lời động viên, những lời chia sẻ cho chị lúc này, để chị có thêm cái động lực chị vượt qua, chị lo cho chồng, chị lo cho con, lo cho mẹ ha. Giờ cũng em tạm dừng cái chương trình ha. Rồi cũng nhường cái thời gian lại để chị lo cho chồng, lo cho con, rồi lo cho bà ăn uống gì đó ha. Rồi có cái dịp nào đó thì em ghé em thăm lại sao. Cái gì cũng cảm ơn em. Thôi cố gắng ha. Rồi ok, thì tôi cũng xin thay mặt cho gia đình gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi để giúp đỡ cho anh Hùng và chị Dung có thêm cái khoản tiền để trang trải cuộc sống, lo trang trải lo cho chồng, lo cho con, lo cho mẹ. Thì cũng xin mấy chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn trong cuộc sống để đồng hành cùng Phi tiếp tục giúp cho những hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ Phi xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.